này nó có hai cái nguyên liệu chúng ta cần, một nguyên liệu chúng ta cần phải ướp, đó là nguyên liệu nấm rơm. Nấm rơm này thì các bạn có 200g. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp vào trong cái nấm rơm này. Thứ nhất chúng ta cho vào 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi các bạn tiếp tục cho vào 3g đường. Các bạn tiếp tục cho vào 2g tiêu. Tiếp tục các bạn cho vào 3g bột ngọt. Và cuối cùng các bạn sẽ cho thêm khoảng 1 muỗng cà phê nước tương, tức là khoảng 6g nước tương. Và các bạn trộn đều tất cả các gia vị này lên. Các bạn cho thêm vào cái phần Poirot hồi nãy mình băm nhuyễn á. Các bạn cho thêm vào 10g Poirot băm và trộn đều. Chúng ta tiếp tục đến cái kế cũng là cho món này, đó là phần thơm. Các bạn lấy miếng thơm ra, chúng ta cắt ra thành những lát dày khoảng 0,5cm. Miếng thơm sau khi cắt xong, bây giờ các bạn ướp vào cho tôi là 1 muỗng cà phê đường, tức là khoảng 6g đường, và 1/3 muỗng cà phê muối, tức là 2g muối. Bây giờ các bạn sẽ qua đến cái nguyên liệu kế, đó là củ cải trắng. Củ cải trắng tương tự như cà rốt, các bạn cũng sẽ tỉa hoa và chúng ta cắt khoanh, hoặc các bạn có thể cắt cụm cũng được. Cà rốt thì nhất định phải tỉa hoa, nhưng đậu và củ cải trắng không nhất thiết phải tỉa hoa. Các bạn cắt cụm cũng được, vì sau này khi bán mà cả hai thứ tỉa hoa các bạn sẽ rất mất thời gian. Cho nên là củ cải trắng các bạn cắt cụm, và cái khối của cái củ cải trắng chiều dày nó khoảng chừng 3cm và các bạn kẻ làm tư là vừa. Đây là măng các bạn cắt trong cắt mỏng khoảng 0,8cm, sau đó mình chẻ đôi nó ra. Còn đến cái phần nhọn ở phía bên trên này á thì các bạn chẻ dọc. Các bạn sẽ sử dụng dầu điều và Poirot. Các bạn kiểm tra nguyên liệu của mình đi, mình sẽ có dầu điều, Poirot. Thứ ba, chúng ta sẽ có nấm bào ngư, cà rốt, nấm mèo. À, các bạn sẽ nêm gia vị vào nồi đồ kho, các bạn sẽ cho vào 12g nước tương, 3g muối, 3g đường và 3g bột ngọt. Xem cái phần khổ qua của mình nó đã mềm chưa, nó chín mềm rồi thì các bạn sẽ châm nước lên để cho nó vừa. Tổng cộng lượng nước từ đầu đến cuối chúng ta làm là khoảng 1 lít rưỡi nha các bạn. Đầu tiên là nó 500ml, chúng ta kho để cho nó thấm vô rau củ, cho nó đậm đà rau củ, sau đó chúng ta châm thêm từ từ khoảng 1 lít nữa. Khi hoàn tất thì các bạn nhớ chúng ta còn đậu que. Đậu que chúng ta sẽ cho vào cuối cùng. Rồi chúng ta tắt bếp, chúng ta cho lá Poirot vào và xong. Và bạn nhóm nào xong thì chúng ta rắc cái phần lá Poirot, rắc thêm một chút tiêu, rồi chúng ta bỏ ra dĩa và dọn lên đường rồi nha. Cái cà rốt thì chúng ta tùy theo củ lớn hay nhỏ. Nếu củ cà rốt nhỏ như là nhóm 6 thì là mình để nguyên củ. Nhưng mà đối với nhóm 5 cái củ nó to, mình phải chẻ đôi nó ra.